Cô bé này mới 12 tuổi đã bị gả cho một người chồng nổi tiếng độc ác. Vốn dĩ định chia tay trong hòa bình nhưng lại mang thai con của anh. Cô gái suốt ngày cắm đầu vào tiểu thuyết, bỗng xuyên không trở thành nhân vật trong truyện, trở thành người mẹ độc ác Eliza trong tiểu thuyết. Sau thời gian hoảng hốt, cô dần dần thích ứng với thân phận này. Trong tiểu thuyết, bố mẹ của Eliza đã chết, cô là trẻ mồ côi. Cô được nhà công tước Rubelin, một trong số 4 nhà công tước lớn nhất, nhận nuôi. Nhưng một năm trước, một vụ tai nạn xảy ra khiến ông mất cả vợ lẫn con trai. Vì vậy công tước Albert tìm tới Eliza không nơi nương tựa, hy vọng cô có thể trở thành cháu dâu của mình, sinh con kế thừa cho gia tộc. Chuyện kết hôn này đối với Eliza, người vừa mới có kinh 2 ngày trước, thực sự quá xa vời. Hơn nữa Eliza biết theo tình tiết chuyện, cô sẽ chết thảm trong tay người chồng này. Cô không cho phép chuyện này xảy ra với mình. Bây giờ thời gian cô cách thời gian mình xanh cỏ còn 10 năm. Cô phải thay đổi vận mệnh của mình trong khoảng thời gian này. Eliza quyết định tạm thời chấp nhận, tận hưởng cuộc sống giàu có này trước đã, sống cuộc sống hạnh phúc ở dinh thự giàu có vài năm, tìm cơ hội kiếm một khoản kha khá rồi bỏ trốn. Sau khi Eliza ký vào thỏa thuận hôn nhân theo lời công tước, quay về căn phòng tráng lệ của mình, từ nay về sau mỗi một bước, cô đều phải lên kế hoạch cẩn thận. Nửa đêm Eliza một mình nằm trên giường suy nghĩ, chồng của cô là người đã chết vài năm trước khi tác phẩm gốc bắt đầu. Vì vậy cô không biết gì về nhân vật này cả. Cũng may bây giờ tuổi cô còn nhỏ, Richard có lẽ không tìm tới nhanh vậy đâu. Lúc này một cơn gió thổi bung cửa sổ, Eliza sắp chìm vào giấc ngủ liền dụi mắt, nhìn cơn gió lạ bên ngoài, không ngờ một thiếu niên theo cơn gió tiến vào trong phòng của Eliza, với mái tóc đen nhánh, trông cậu thật lịch lãm, khuôn mặt nổi bật với đôi mắt màu đỏ. Eliza sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột này, không ngờ cậu còn vươn tay ra, về phía Eliza đang hoang mang, người chồng độc ác lại để vợ mình ở một mình trong phòng. Không ngờ rằng nửa đêm nửa hôm lại có người lạ trèo lên giường vợ. Richard vén rèm lên mới phát hiện ra Eliza trên giường, cậu nghiến răng nhìn người vợ mới của mình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người này, khiến cho Eliza sợ hãi run cầm cập. Richard không nói gì liền xoay người rời đi, nhưng cửa phòng đã bị người ta khóa từ bên ngoài. Cậu nghiến răng chửi một câu chết tiệt. Richard nổi cơn thịnh nộ, những luồng gió mạnh mẽ lập tức cuồn cuộn khắp người. Đây là sức mạnh được truyền cho con cháu nhà Rubelin, một năng lượng đáng sợ có thể điều khiển gió. Richard lạnh lùng quay lại nhìn Eliza. Eliza lập tức rút đầu vào trong chăn, một lúc sau phát hiện xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ. Eliza mới rụt rè thò đầu ra, phát hiện Richard điên cuồng khi nãy đã yên lặng nằm trên sofa. Cô lấy hết dũng khí giới thiệu bản thân với cậu, nhưng không nhận lại được bất kỳ lời đáp nào. Sáng hôm sau Richard đã tới tìm ông nội của mình, yêu cầu ông hủy bỏ cuộc hôn nhân nực cười này. Công tước kiên định nói rằng không được, bây giờ Richard là người thừa kế duy nhất của gia tộc, cậu có trách nhiệm duy trì nòi giống cho gia tộc. Nếu như Richard không chấp nhận thực hiện nhiệm vụ này, ông ấy sẽ tước đoạt mọi thứ hiện giờ của cậu. Lời của ông nội khiến cho bầu không khí xung quanh Richard điên cuồng dâng lên. Tuy nhiên cơn thịnh nộ của cậu vẫn không thể thay đổi quyết định của ông. Richard thất vọng đi ra ngoài bắt gặp Eliza đến, bởi vì Eliza nghe nói kết hôn được một ngày phải tới chào hỏi phụ huynh, nhưng khi thức dậy chỉ còn mình cô đành phải tới chỗ công tước một mình. Công tước gọi Richard lại, bảo cậu sau này hãy thân thiết với Eliza hơn. Richard tức giận nói rằng cậu sẽ không có bất kỳ qua lại nào với cô. Nói xong Richard liền đập mạnh cửa rời khỏi phòng. Sau đó công tước đưa cho Eliza quyền đức hạnh của người vợ, dặn dò cô học chăm chỉ để sau này phục vụ cho gia đình. Eliza đọc cuốn sách này được một ngày, nửa đêm còn bị người hầu đưa tới phòng của Richard. Cô dè dặt thò đầu vào, phát hiện Richard đang nằm trên sofa. Cuộc đấu khẩu ban ngày của hai ông cháu Eliza đã thấy rõ. Richard rõ ràng rất ác cảm với việc mình bị coi là công cụ nối dõi gia tộc. Vậy thì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Eliza quyết định sẽ thử nói chuyện với Richard xem sao. Nhưng Richard lại ngạo nghễ quay đầu đi, bảo Eliza đừng làm phiền mình. Eliza lại bị phớt lờ vô cùng tức giận. Bất công cô nói chuyện tử tế với cậu. Eliza hậm hực chúc ngủ ngon một câu rồi trèo lên giường. Richard liền mở mắt ra, nhìn lén cô vợ trên danh nghĩa này của mình. Không thể ngờ được người đàn ông yêu chiều vợ mình thế này. Trước đây từng lạnh lùng như đá, chỉ thích ngủ ở sofa. Sau khi kết hôn xong Eliza bắt đầu về bài học làm vợ. Lễ tiết nghi thức nữ công gia chánh đều phải học. Tuy nhiên mỗi ngày sau khi tiết học kết thúc, cô vẫn còn rất nhiều thời gian tự do. Eliza liền vùi đầu trong thư viện ngập tràn sách của nhà công tước Rubelin. Những cuốn sách này có thể giúp cô hiểu hơn về gia tộc này. Khoảng thời gian bận rộn khiến Eliza cảm thấy rất thiết thực. Nhưng việc duy nhất khiến cô không vui là quan hệ với Richard không có chút tiến triển nào. Cô vốn định bắt tay với cậu lên kế hoạch ly hôn, nhưng cậu cứ luôn tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với cô. Vì để kéo gần khoảng cách với người chồng chỉ thích ngủ sofa này, cô chủ động mời Richard lên giường ngủ cùng, thậm chí còn duỗi bàn tay về phía cậu. Richard giật giật khóe miệng, bị câu nói này của Eliza làm cho kinh ngạc. Cậu nhớ lại việc trước đây mình không cẩn thận ngủ quên ở thư viện. Eliza còn lấy lý do lo cậu bị lạnh để tiếp cận cậu. Richard có đầy đủ lý do để nghi ngờ, là ông nội bảo cô mê hoặc cậu. Nghe thấy Richard hoài nghi lòng tốt của mình, Eliza ôm ngực tức giận. Cô hy vọng rằng Richard có thể nhìn mình bằng ánh mắt khác. Chẳng qua là vì không muốn lưu lạc đầu đường xó chợ, cô mới đành đồng ý yêu cầu của công tước. Richard hoàn toàn không tin lời của Eliza, cố tiếp tục giải thích với cậu. Gia tộc Rubelin là một trong số 4 gia tộc nắm quyền lớn nhất của đế quốc.
Trong đó gia tộc Cairo điều khiển lửa trở thành hoàng tộc. Bọn họ vẫn luôn thèm muốn sức mạnh của Rubelin, vì vậy muốn tiểu công chúa và tiểu công tước liên hôn. Chính vì lý do này mà công tước Rubelin mới muốn cô và cậu kết hôn. Nghe xong những lời này của Eliza, cậu sờ cằm rơi vào trầm tư. Eliza nói rằng mình không thèm khát địa vị người của gia tộc Rubelin, cô chỉ muốn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này đến trước khi trưởng thành. Đến khi cô có được cuộc sống sung túc, cô sẽ chủ động rời khỏi gia đình công tước. Richard thấy Eliza đã bộc lộ hết tâm tư với mình, suy nghĩ một hồi quyết định đồng ý hợp tác với cô. Nếu đôi bên hợp tác cùng có lợi, vậy thì có gì phải đắn đo chứ? Eliza cuối cùng đã thuyết phục được Richard. Mục tiêu tiếp theo của cô chính là công tước, tranh thủ thời gian một mũi tên trúng hai đích. Sau khi tỉnh dậy, tâm trạng của Richard cực kỳ phức tạp. Tối qua Eliza còn vỗ ngực bảo đảm sẽ chỉ đơn giản là nắm tay đi ngủ thôi, nhưng hiện trường loạn lạc này khiến cậu không thể chắc chắn được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Không có cái gì ôm Eliza run lên vì lạnh. Richard mặc dù nhếch khóe miệng ghét bỏ, vẫn ấm áp đắp chăn lên cho cô. Khi Eliza tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Cô ôm cuốn sách lịch sử chuẩn bị nghiên cứu sự phát triển của đế quốc, nhưng cô hầu gái đang lau chùi bàn ghế trong phòng đã thu hút sự chú ý của cô. Eliza biết rõ cô bé hầu gái tên En này mấy người trước còn phụ trách công việc dọn phòng, sao hôm nay lại lau dọn vệ sinh ở đây. Việc này đã dấy lên sự tò mò của Eliza. Cô hỏi En lý do vì sao lại làm việc này, sau đó hỏi hầu gái giặt giũ và lau dọn đi đâu hết rồi. En lương thiện nói rằng mình thay bọn họ làm việc. Eliza lập tức đoán ra những người khác đang đùn việc cho En. Cô liền kéo En ngồi xuống ghế, bảo cô ăn chút đồ rồi nghỉ ngơi đi, sau đó tìm tới văn phòng của công tước, lễ phép hỏi công tước rằng liệu có thể thay người hầu được không, bởi vì hôm nay bọn họ chơi trò mất tích tập thể, đùn hết việc cho một người hầu tên En. Công tước nghe xong lập tức sầm mặt, bảo quản gia đi làm rõ mọi chuyện, sau đó bảo đảm với Eliza sau này sẽ không xuất hiện tình trạng này nữa. Eliza ngoan ngoãn nhấc váy công chúa lên, bây giờ cô sẽ tận dụng vị trí cháu dâu này thật tốt. Chỉ cần cô vẫn còn là vợ của Richard, vậy thì công tước nhất định sẽ đối xử tốt với cô. Ngay ngày hôm đó mấy cô người hầu bị công tước đuổi khỏi phủ. Từ đó về sau Eliza bắt đầu tích cực đề ra yêu cầu với công tước, chỉ cần không quá đáng quá công tước đều sẽ đồng ý. Bao gồm việc hôm nay Eliza muốn học về tài chính. Ban đầu khi nghe xong công tước không đồng ý, nhưng Eliza ngại ngùng nói rằng bởi vì Richard cũng đang học cái này, nên cô muốn nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách với cậu. Một lời nói dối gượng gạo này đã thành công thuyết phục được công tước. Dù sao nhà công tước cũng rất giàu có, công tước không hề quan tâm đến việc tốn bao nhiêu tiền. Vậy thì phải tận dụng điểm này, học hành thật tốt để chuẩn bị cho công cuộc ly hôn.